Bài 21 tìm miền xác định của hệ bất phương trình sau hay là miền nghiệm của hệ bất phương trình x trừ y nhỏ hơn hay bằng 5, 2x trừ y lớn hơn hay bằng 6 và y lớn hơn hay bằng 0. Và ta thấy ở đây người ta dùng dấu ngoặc nhọn, nghĩa là khi giải ra ta dùng ta chỉ lấy phần giao của ba bất phương trình. Phần giao của ba bất phương trình là gì? Nghĩa là những điểm giống nhau của ba bất phương trình mà thôi. Vậy trước khi giải ta đặt tên cho chúng. Đây là bất phương trình 1, kế đến là 2 và 3. Ta lần lượt giải ba bất phương trình theo thứ tự. Với bất phương trình 1 có x chữ y nhỏ hơn hay bằng 5. Vậy ta chuyển cái dấu nhỏ hơn hay bằng thành dấu bằng và đặt là đường thẳng D. Đây là đường thẳng vì nó có dạng là AX cộng BI bằng C, A bằng 1, B bằng chữ 1 và C bằng 5. Để vẽ đường thẳng, ta cũng cần tìm hai điểm cho x bằng 0. Thế vào đường thẳng, phương trình đường thẳng D ta được y bằng trừ 5 và đặt là điểm A có x bằng 0, y bằng trừ 5. Kế đến ta cho y bằng 0 và thế y bằng 0 vào phương trình đường thẳng D, ta kiếm được x bằng 5 và đặt là điểm B có x bằng 5, y bằng 0. Ở đây, các bạn không phải nhất thiết cho x và y bằng 0, các bạn có thể chọn bất cứ số nào các bạn thích nhưng ở đây tôi chọn x và y bằng 0 cho dễ và ta vẽ hai điểm A và B trên trục tọa độ như sau đây là trục tọa độ từ trừ x cho đến x là trục hoành từ trừ y cho đến y là trục tung hai trục vuông góc với nhau và cắt nhau tại điểm O có tọa độ x bằng 0, y bằng 0 với điểm A ta vẽ điểm A x bằng 0, y bằng chữ 5 và điểm B với x bằng 5, y bằng 0 và ta có hai điểm ta nối lại ta được. Đây là đường thẳng D. Đường thẳng D hay là X trừ Y bằng 5. Ta vẽ đường thẳng liên tục. Tại sao vậy? Vì đề bài cho ta X trừ Y nhỏ hơn hay bằng 5. Vậy ta vẽ đường thẳng liên tục. Ý nghĩa đường thẳng liên tục là những điểm nằm trên đường thẳng là nghiệm của bất phương trình 1 vì có dấu bằng. Và đường thẳng D chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một là nửa phía trên, một là nửa phía dưới ta chưa biết nữa nào là nghiệm của bất phương trình một vậy ta cần phải tìm để tìm miền nghiệm của bất phương trình ta nên chọn một điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng d vậy ta chọn điểm o chọn điểm o có x bằng 0 y bằng 0 và ta dùng điểm o này để so sánh x trừ y với 5 và x trừ y ta sẽ so sánh với 5 ta chưa biết dấu gì nằm ở giữa và bắt đầu ta so sánh. Ta thấy x bằng 0 và y bằng 0 vào thì ta được là 0 0 so sánh với 5. 0 0 chắc chắn nhỏ hơn 5. Vậy ta ghi cái dấu nhỏ hơn. Và suy ra, suy ngược lại, ta được x y nhỏ hơn 5. Như vậy, cái vùng mà có điểm O ta vừa mới chọn để so sánh là x y nhỏ hơn 5. Cái vùng này. Và cái đường thẳng là x y bằng 5 và cái vùng phía bên tay phải là x trừ y lớn hơn 5. Đề bài muốn ta điều gì? Đề bài muốn ta là x trừ y nhỏ hơn hay bằng 5. Như vậy ta lấy cái vùng ở phía bên tay trái hay là vùng ở phía trên cộng với đường thẳng d. Vậy ta tô màu xanh lá cây. Và trả lời cho bất phương trình 1. Cái vùng tô màu xanh lá cây lạc và đường thẳng d là miền nghiệm của bất phương trình 1. Kế đến, ta giải bất phương trình 2. Bất phương trình 2 có 2x trừ y lớn hơn hay bằng 6 và cũng vậy ta đổi dấu lớn hơn hay bằng thành dấu bằng và ta đặt đây là đường thẳng d phẩy vì nó có dạng là ax cộng bi bằng c, a bằng 2, b bằng trừ 1 và c bằng 6. Cũng vậy, để vẽ đường thẳng d phẩy, ta cho x bằng 0 và thế x bằng 0 vào đường thẳng d phẩy nha. Ta có y bằng trừ 6 và đặt là điểm C có x bằng 0 y bằng chữ -6 và cho y bằng 0 và thế y bằng 0 vào bất vào phương trình đường thẳng d' vậy ta được y được x bằng 3. Cho y bằng 0 thế vào thì ta được x bằng 3. Xin lỗi ha. Và ta được điểm D có x bằng 3 và y bằng 0. Vậy ta vẽ hai điểm C và D trên trục tọa độ các bạn đừng có chú ý đến cái cái vùng màu xanh lá cây này nữa và đường thẳng D. Mình tưởng tượng mình đang vẽ trên mặt mặt phẳng trắng tinh nha. Và điểm C được vẽ với x bằng 0, y bằng chữ -6 và điểm D với x bằng 3 và y bằng 0. Ta có hai điểm C và D, ta nối lại ta được đường thẳng D phẩy đường thẳng D phẩy hay là đường thẳng 2x chữ y bằng 6 nha. Đường thẳng D phẩy hay là 2x chữ y bằng 6 cũng vậy. Và đường thẳng d phẩy ta cũng vẽ với đường thẳng liên tục vì đề bài cho ta 2x trừ y lớn hơn hay bằng 6 vậy ta vẽ đường thẳng liên tục ý nghĩa đường thẳng liên tục là những điểm nằm trên đường thẳng d phẩy là nghiệm của bất phương trình 2 và đường thẳng d phẩy cũng chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng một phía bên tay trái và một phía bên tay phải vậy ta cũng phải tìm coi nửa mặt phẳng bên trái hay là bên phải là nghiệm Mền nghiệm của bất phương trình 2. Để tìm mền nghiệm của bất phương trình 2, ta cũng chọn một điểm đơn giản không nằm trên đường thẳng D'. Đó là điểm O, cũng là có x bằng 0, y bằng 0. Ta chọn điểm O. Và ta dùng điểm O này để so sánh 2x y với 6. Ta ghi 2x y với 6. Ta chưa biết dấu gì ngay đây. Và ta thế điểm O có x bằng 0, y bằng 0 vào thì ta được là 0 chữ 0 so sánh với 6. Vì 2 x 0 là 0, trừ cho y là 0, ta so sánh với 6. Ta thấy 0 trừ 0 chắc chắn nhỏ hơn 6, vậy ta ghi dấu nhỏ hơn. Và suy ngược lại, ta được là 2x-y chắc chắn nhỏ hơn 6. Như vậy, cái vùng mà có điểm ô, cái vùng mà có điểm ô là đây. Là 2x-y nhỏ hơn 6, và đường thẳng là 2x-y bằng 6, cái vùng bên này bên tay phải là 2x trừ y lớn hơn 6. Đề bài muốn ta điều gì? Đề bài muốn ta là 2x trừ y lớn hơn 6, lớn hơn hay bằng 6. Như vậy, ta lấy cái phần phía bên tay phải, vậy ta tô màu màu hường nha. Các bạn chú ý tí xíu. Khi mình tô màu hường, nó lấn qua màu xanh lá cây. nha Lấn qua màu xanh lá cây nó đổi thành màu nâu. Đấy, mình thấy nó lấn qua màu xanh lá cây, tức là nó giao với màu xanh lá cây đó nó đổi thành màu nâu và đề bài nói gì đề bài là cho ta 2x trừ y lớn hơn hay bằng 6 như vậy ta lấy cái phần màu hường với màu nâu cộng với đường thẳng d cái phần bên này là 2x trừ y lớn hơn 6 cộng với đường thẳng 2x trừ y bằng 6 ta được là 2x trừ y lớn hơn hay bằng 6 như vậy trả lời cho bất phương trình thứ hai là cái vùng tô màu hường và nâu lạt và đường thẳng D phải là miền nghiệm của bất phương trình 2. Và ta thấy cái vùng màu nâu là cái phần giao của bất phương trình 1 và bất phương trình 2, nghĩa là giao giữa màu xanh lá cây với màu hường nó biến thành màu nâu. Như vậy, để cho hệ bất phương trình có nghiệm thì bất phương trình 3 phải giao với cái phần màu màu nâu này thì hệ bất phương trình mới có nghiệm. Nếu nó không giao với cái phần màu nâu thì là hệ bất phương trình vô nghiệm như vậy ta giải bất phương trình 3. Ta có y lớn hơn hoặc bằng 0 và ta đổi thành là y bằng 0. Ta đặt là D2. Và để nhận xét ta thấy đường thẳng y bằng 0 là trục hoành là trục trừ x x nha. Y bằng 0. Và những điểm nằm ở phía trên ha, những điểm là nằm ở phía trên cái đường thẳng trừ x x là có y lớn hơn 0 và những điểm nằm ở phía dưới trục xx trừ xx đó. những điểm nằm ở phía dưới cái trục trừ xx là có y nhỏ hơn 0 nhắc lại nha những điểm nằm ở phía trên cái trục trừ xx là có y lớn hơn 0 như vậy đề bài muốn ta điều gì đề bài muốn ta là y lớn hơn hay bằng 0 như vậy ta bắt đầu từ đường thẳng từ trừ xx ta tô lên với màu tím lạc ta thấy màu tím lạt nó giao với cái màu nâu màu nâu lạt nè như vậy là hệ bất phương trình có nghiệm rồi đúng không cái và ta trả lời cho cái câu bất phương trình thứ ba cái vùng tô màu tím lạt và đường thẳng d hai phẩy tức là trừ x là miền nghiệm của bất phương trình 3. Miền nghiệm của bất phương trình 3. Như vậy, còn cái miền nghiệm của hệ bất phương trình là gì? là cái vùng này mình tô đây là nó đi theo cái chu vi của nó nè vậy để dễ cho các bạn nhìn mình tô một cái màu khác nha mình tô một cái màu xanh dương đậm ừ. đây cái màu xanh dương đậm á là cái miền nghiệm của hệ bất phương trình vậy cái vùng màu xanh dương là cái phần giao của hệ bất phương trình một là hai là với ba nè bao gồm đường thẳng d d phẩy và d hai phẩy là miền nghiệm của hệ bất phương trình nha bao gồm đường thẳng d nè đường thẳng d có từ đây đến đây thôi đó, đi đến vô cực nha và d hai phẩy là cái đường trừ x x chỉ có đoạn này thôi chỉ có một đoạn này thôi và đường thẳng d phẩy nó đi đến vô cực luôn vậy đến đây ta đã xong bài 21 và hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác nha